một số đơn vị Ukraine bắt đầu rút khỏi Kursk. Nga tiêu diệt nhóm quân Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk. Tổng thống Nga cảnh báo cứng rắn. Sụp đổ hoàn toàn, chuyên gia phương Tây gióng chuông báo động về tình hình Ukraine. Israel không kích kho vũ khí của Hezbollah ở miền đông Liban. Hezbollah tiếp tục tập kích tên lửa dữ dội vào Israel. Nga và Trung Quốc muốn đưa hợp tác nhiều mặt lên tầm cao hơn. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube báo giao thông. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraina. Theo Tân Hoa Xã, ngày 21 tháng 8, truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một số đơn vị của Ukraina đang rút khỏi tỉnh Kursk ở miền Nam nước Nga. Cục phó Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ác mát của nước này, ông Ati Alaudinov, nêu rõ quân đội Ukraine đã bị chặn lại và chịu tổn thất lớn. Về cơ bản, một số đơn vị quân đội Ukraine đang được rút khỏi Kursk để điều chuyển đến các khu vực khác. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu dân cư ở ngoại ô hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ cho đến nay, Ukraine đã mất hơn 4.400 quân nhân và 65 xe tăng trong các cuộc giao tranh ở khu vực này. Trong diễn biến liên quan, ngày 21 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Nga Maria Zakharova cho biết Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi khẳng định đã sẵn sàng đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kursk vào cuối tháng 8. Phát biểu họp báo thường kỳ, bà Zakharova nêu rõ Pháp hy vọng ban quản lý của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ có hành động cụ thể để đảm bảo an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia và Kursk. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước đã cáo buộc Ukraine lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk, nhưng Kiev đã bác bỏ cáo buộc này. Sau khi Nga ban hành quyết định thành lập các cụm quân ở vùng biên giới giáp Ukraine, thống đốc tỉnh Bryansk cho biết trên Telegram, Cụm quân Bryansk, Nga sẽ nhận được tất cả các thiết bị cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công. Ông Alexander Bogomaz, thống đốc tỉnh Bryansk, nêu rõ, ban tham mưu tác chiến của tỉnh Bryansk đã chuyển tiếp danh các vấn đề cần giải quyết đến Bộ Quốc phòng Nga. Người đứng đầu các cơ quan quản lý nhân sự đã ban hành những mệnh lệnh cần thiết về việc vận chuyển thiết bị tới các nhóm tác chiến. Trước đó, ngày 20 tháng 8. Nga ban hành quyết định thành lập các cụm quân Belgorod, Bryansk và Kursk. Bộ Tổng tham mưu quân đội và chỉ huy của các cụm quân này được giao nhiệm vụ bảo vệ người dân và lãnh thổ khỏi máy bay không người lái và các cuộc tấn công khác. Trong diễn biến nóng khác, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng pháo binh của họ đã vô hiệu hóa một nhóm quân Ukraine đang tham gia chiến dịch xâm nhập tỉnh Kursk. Hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga thông báo máy bay không người lái UAV trinh sát của Nga đã phát hiện một nhóm quân đối phương bên trong khu rừng ở tỉnh biên giới Sau khi xác nhận đối phương đã tập trung lại, UAV liền gửi tọa độ cho kíp pháo Tornado S để tập kích nhóm quân trên. Đã có 3 thiết bị quân sự và 20 binh sĩ Ukraine thiệt mạng do đòn tập kích. Trong đoạn video có thể thấy, camera lắp trên UAV đã phát hiện một số xe quân sự Ukraine đang di chuyển và rừng cây giữa đêm tối. Sau đó, camera của chiếc UAV đã quay lại khoảnh khắc hàng loạt quả đạn nã xuống khu vực được cho là nơi rừng chân của nhóm quân trên. Hiện quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về video và thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga. Theo hãng tin Reuters, ngày 21 tháng 8, quân đội Ukraine vừa phát hành một video quay bằng thiết bị bay không người lái cho thấy các lực lượng của họ đang chiến đấu ở khu vực Malaysia Loknya, thủ tỉnh của Liên bang Nga. Cùng với việc phát đi đoạn phim của quân đội Ukraine, hãng tin Reuters cho biết rằng họ đã có thể xác nhận vị trí từ các tòa nhà, bức tường và bố cục con đường gần đó trùng khớp với hình ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, họ không thể xác minh ngày tháng quay đoạn phim. Trong một video khác do lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine phát đi trên tài khoản mạng xã hội X ngày 21 tháng 8, người ta có thể thấy cảnh phá hủy cây cầu phao ở tỉnh Kursk. Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết thêm là họ còn phá hủy được kho đạn dược giã chiến, làm hư hại một xe tác chiến điện tử và một khẩu pháo tự hành loại 155 mm của các lực lượng liên bang nga. Trong khi quân đội Ukraine công bố loạt video tác chiến ở tỉnh Kursk, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảnh báo những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác ở Kursk sẽ phải đối mặt với hình phạt. Cụ thể, trong bài phát biểu ngày 20 tháng 8, khi đến thăm thị trấn Beslan tại nước Cộng hòa Bắc Ossetia của Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ví lực lượng chống lại Liên bang Nga ở tỉnh Kursk với những kẻ chịu trách nhiệm bắt giữ con tin tại trường học Beslan năm 2004. Ông Putin phát biểu rằng, chúng ta đã chiến đấu với bọn khủng bố như thế nào trước đây, thì giờ đây chúng ta chiến đấu với những kẻ phạm tội ở vùng Kursk, Donbass và Novorossiya. Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh, và chúng ta chắc chắn sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội, không còn nghi ngờ gì nữa. Các lực lượng Liên bang Nga đã chiến đấu với quân đội Ukraine tại tỉnh Kursk kể từ ngày 6 tháng 8, khi hàng nghìn binh sĩ Ukraine tràn qua biên giới phía Tây của Liên bang Nga trong một cuộc xâm nhập xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng nổ. Chuyên gia người Anh Alexander McCarris trong bài phát biểu mới nhất trên kênh YouTube tuyên bố rằng mặt trận Donetsk đang sụp đổ do lực lượng vũ trang Ukraine không thể giữ vững tuyến phòng thủ. Ông nêu rõ, chiến tuyến đang sụp đổ khắp nơi và tin tức u ám nhất đến từ vùng Toresco. Bây giờ đây, chúng tôi đã nhận được xác nhận rằng New York đã hoàn toàn thất thủ. Theo lời chuyên gia này, quân đội Ukraine không xây dựng được các công sự kiên cố, kết quả là quân đội Nga tiếp tục tiến lên. Ngày 20 tháng 8, Bộ Quốc phòng thông báo rằng quân Nga đã giải phóng làng Novgorodskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk việc giải phóng làng cho phép quân Nga phát triển tấn công theo hướng Bắc về phía Toresker. Ở đây, có cứ điểm kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine từng thực hiện pháo kích vào Golovka kể từ năm 2014. Chính tại đây, quân đội Ukraine đã cố thủ vững chắc. Tại khu vực này, mặt trận như bất gì, bất dịch ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Quân Nga đang tiến quân một cách có hệ thống về hướng Toresker. Trước đó có thông báo giải phóng Atomovo ở vùng ngoại ô phía đông nam. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công 11.879 cơ sở ở Ukraine. Trong báo cáo tại Đại hội Chính quyền địa phương và khu vực, Tổng tư lệnh Syrsky cũng nêu rõ số lượng tên lửa và máy bay không người lái mà Nga sử dụng để chống lại Ukraine và bao nhiêu trong số đó đã bị bắn hạ. Ông Zelensky cho biết Nga đã sử dụng 9.590 tên lửa và 13.997 máy bay không người lái để tấn công Ukraine, trong đó 2.429 tên lửa và 5.972 máy bay không người lái bị bắn hạ. Tỷ lệ hiệu quả bị bắn hạ tên lửa hành trình Kalib, KH-555, KH-101 và R-500, loại sau được giải phóng từ hệ thống tên lửa Iskander là 67%. Hiệu suất đánh chặn KH-59, KH-35, KH-31 và các tên lửa không đối đất tương tự là 22%. Đối với các máy bay không người lái, Sahet-136 được kết hợp với làn xét trong số liệu thống kê với tổng số 13.315 chiếc được phóng và 8.836 chiếc bị bắn rơi, chiếm tỷ lệ 63%. Lực lượng Nga đã sử dụng tổng cộng 1.388 tên lửa đạn đạo phóng từ hệ thống tên lửa Iskander và tốp KU cũng như tên lửa đạn đạo KN-23, trong đó có 4,5% bị bắn hạ. Tên lửa phòng không từ hệ thống phòng không S-300 và S-400 nên được thêm các phần thống kê này. Chúng được bắn 3.008 lần và chỉ 0,36% trong số đó bị phá hủy. Người Nga đã sử dụng những tên lửa này để tấn công tổng cộng 4.293 mục tiêu, trong đó có 3.196 mục tiêu dân sự và 1.097 mục tiêu quân sự. trong số các tên lửa thủ địch bị bắn hạ tốt nhất bằng hệ thống phòng không hiện đại là Kh-22 và Kh-32 được phóng từ chiếc máy bay ném bom Tu-22M3. tổng cộng có 362 chiếc được phóng đi và hai chiếc bị bắn rơi chiếm tỷ lệ 0,55%. Người Nga đã sử dụng 211 tên lửa chống đạn Onyx, trong đó có 12 chiếc bị bắn hạ, tỷ lệ 5,7%. Về vũ khí siêu thành, Nga đã phóng tên lửa KH-47M2 Kinzhan-111 tấn công, trong đó 28 quả bị bắn hạ, tức 25%. Những tên lửa này chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng, dân sự, chỉ muốn nhắm tới 15 mục tiêu quân sự trong tổng số 83 mục tiêu. Tên lửa siêu thanh Zikon chỉ được sử dụng 6 lần, bắn hạ 2 lần, và đánh trúng mục tiêu dân sự 4 lần. Liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, ngày 21 tháng 8, quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích nhằm vào một số kho vũ khí của phong trào Hezbollah tại thùng lũng bK miền đông Liban trong đêm ngày 20 tháng 8. Vụ tấn công diễn ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Kalin tuyên bố việc tấn công các kho vũ khí tại Liban là để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Các nguồn tin an ninh tại Liban chưa xác nhận thông tin kho vũ khí của Hezbollah bị tấn công. Theo các nguồn tin này, vụ không kích nhằm vào một khu dân cư gần thành phố Banbek ở thung lũng Beka, khu vực có nhiều dòng Hồi giáo CI sinh sống và ủng hộ Hezbollah. Nguồn tin cho biết cuộc không kích khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 19 người bị thương, tuy nhiên chưa rõ những người thương vong là dân thường hay thành viên của Hezbollah. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã bắn hàng loạt rocket vào một khu logistic của quân đội Israel. Ở Cao nguyên Golan, nhằm đáp trả vụ tấn công vào Thung lũng PK Các cuộc tấn công giữa Hezbollah và quân Israel diễn ra trong 10 tháng qua, cùng với xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dài Gaza. Phần lớn giao tranh giữa Hezbollah và quân Israel xảy ra dọc biên giới miền Nam Liban giáp Israel. Tuy nhiên, Israel tiến hành một số cuộc không kích vào sâu trong lãnh thổ Liban, trong đó có Thung lũng PK giáp với Syria. Trong diễn biến nóng khác, ngày 21 tháng 8, quân đội Israel thông báo đã không kích khu vực Sidon, miền nam Liban, khiến một chỉ huy cấp cao của phong trào Fatah của Palestine thiệt mạng. Israel cáo buộc nhân vật này gian dựng các cuộc tấn công ở bờ Tây. Trong thông báo, quân đội Israel cho biết một máy bay của không quân nước này đã tấn công mục tiêu là Kain Hossein Khalil al-Mandat ở khu vực Sidon. Phía Israel cho rằng Madad là anh trai của Monia Madad người đứng đầu al xa cánh vũ trang của Fatah ở Liban, đồng thời cáo buộc hai nhân vật này đã chỉ đạo các cuộc tấn công và buôn lậu vũ khí đến bờ tây mà Israel chiếm đóng. Phong trào Fatah và một nguồn tin an ninh Liban xác nhận nhân vật Kain Maktoum đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào xe của ông ở thành phố Sidon. Phong trào Fatah cáo buộc Israel đang tìm cách kích động cuộc chiến tranh khu vực. Phong trào Fatah cho biết ông Maktad có vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ người dân Palestine và các nhóm kháng chiến người Palestine ở dây Gaza cũng như ở bờ Tây trong nhiều năm. Tofi Tirawi, một thành viên của Ủy ban Trung ương Fatah tại thành phố Ramallah ở bờ Tây, cho rằng vụ ám sát nhân vật cấp cao của phong trào này là bằng chứng nữa cho thấy Israel muốn châm ngòi một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một thành viên cấp cao của Fatah, phong trào do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lãnh đạo sau hơn 10 tháng xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dài Gaza, cũng như các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa quân Israel và lực lượng Hezbollah của Liban. Cùng ngày 21 tháng 8, Ngoại trưởng Antony Blinken đã kết thúc chuyến công du Trung Quốc với cảnh báo rằng đề xuất của Mỹ đối với Israel và Hamas có thể là cơ hội sau cùng để ngăn chặn xung đột lan rộng. Ông Blinken đưa ra cảnh báo trên trước khi lên máy bay rời Doha về nước sau nỗ lực bất thành thúc đẩy Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza với nỗ lực hỗ trợ của hai nước hòa giải trung gian là Ai Cập và Qatar ngoại trưởng mỹ nhấn mạnh thời gian là yếu tố then chốt đồng thời cảnh báo tình hình có thể xấu đi từng ngày theo đó cần đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong những ngày tới ông cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa các cuộc đàm phán đi đến đích mỹ đã đưa ra đề xuất bắc cầu để tiến tới đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua qatar và ai cập thúc đẩy hamas quay trở lại các cuộc đàm phán trong tuần này tại cairo ông blinken cho biết thủ tướng israel đã đồng ý về tình hình và địa điểm rút quân khỏi gaza đây là chuyến công du thứ 9 của ông Blinken và Trung Đông nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn kể từ khi xung đột bùng phát giữa Hamas và Israel vào tháng 10 năm 2023. Trong chuyến công du này, ông Blinken đã đến Israel, Ai Cập và Qatar để thúc đẩy thỏa thuận giúp các con tin trở về nhà, cũng như thúc đẩy hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh ngày 21 tháng 8 thông báo tàu chở dầu Sanian treo cờ Hy Lạp đã bị hai chiếc xuồng nhỏ tấn công và trúng ba quả đạn pháo trên biển đỏ ngoài khơi Yemen. Theo cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh, sự việc xảy ra khi tàu Sanian di chuyển ở khu vực cách cảng Hodeidah của Yemen khoảng 142 km về phía tây. Tàu chở hàng này đã bị hai chiếc xuồng nhỏ chở theo 15 người tiếp cận và sau đó đã xảy ra cuộc đấu súng giữa hai bên không có báo cáo về thương vong trong số 25 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Saunian. Công ty tư vấn an ninh Hàng Hải Ampray có trụ sở chính tại Anh cũng thông báo về sự việc nhưng không cung cấp chi tiết, trong khi đó, công ty vận hành tàu Saunian chưa đưa ra bình luận về thông tin trên, hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đang chú ý, trong cuộc hội kiến thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại điện Kremlin ngày 21 tháng 8, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga và Trung Quốc đã xây dựng các kế hoạch hợp tác quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong nhiều năm tới. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Putin nêu rõ Nga và Trung Quốc đã xây dựng các kế hoạch chung quy mô lớn, các dự án trong lĩnh vực kinh tế và nhân đạo dự kiến triển khai trong nhiều năm tới. Nhà lãnh đạo Nga cho biết những điểm có liên quan đã được ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác định trong các cuộc hội đàm diễn ra khi ông đến Bắc Kinh vào hồi tháng năm vừa qua. Về phần mình, tại cuộc hội kiến thủ tướng trung quốc lý cường đã ghi nhận sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế nga đồng thời cho biết bắc kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác cùng có lợi với moscow ông lý cường nêu rõ bắc kinh sẵn sàng thực hiện đầy đủ các thỏa thuận cấp cao nhất và không ngừng mở rộng hợp tác toàn diện cùng có lợi với moscow thủ tướng trung quốc lý cường thực hiện chuyến thăm moscow từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 để tham dự cuộc họp thường kỳ lần thứ 29 giữa những người đứng đầu chính phủ của hai nước. Trong đó cùng ngày, ông đã cùng Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ và ký kết kế hoạch hợp tác đầu tư giữa hai nước sau cuộc họp. Chính quyền thị trấn Fujikawa Guchiko thuộc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản vừa thông báo đã bị tháo dỡ tấm chắn khổng lồ che tầm nhìn ra núi Phú Sĩ. Việc tháo dỡ diễn ra chỉ 3 tháng sau khi tấm chắn này được dựng lên, nhằm ngăn du khách có những hành vi ảnh hưởng tới môi trường và giao thông xung quanh. Các quan chức cho biết tấm chắn được tháo dỡ vào ngày 15 tháng 8, nhằm tránh bị bão Ampin làm hư hại. Thị trấn Fuji-Kawaguchiko dưới chân núi Phú Sĩ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội vì du khách đến đây chiêm ngưỡng và chụp ảnh ngọn núi kỳ vĩ ẩn hiện phía sau cửa hàng tiện lợi Lawson. Kawaguchiko Ekimae. Tuy nhiên, người dân địa phương bất bình việc du khách có những hành vi thiếu chuẩn mực như đi bộ ẩu và xả rác bờ bãi. Do vậy, ngày 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền thị trấn đã dựng tấm lưới chắn che tầm nhìn ra núi Phú Sĩ từ điểm chụp ảnh đối diện cửa hàng tiện lợi để hạn chế du khách đổ xô đến địa điểm này. Việc lắp tấm chắn cùng với nỗ lực của địa phương tuyên truyền cho khách du lịch về việc bảo vệ môi trường và cảnh quan dường như đã có tác động tích cực khu vực này vẫn giữ được trật tự kể từ khi tấm chắn được dỡ bỏ, dù chưa có kế hoạch lắp đặt lại tấm chắn, song chính quyền sở tại nêu rõ có thể cân nhắc việc này nếu khách du lịch tiếp tục có những hành vi thiếu chuẩn mực. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.